điều rất rõ ràng của hai đội bóng. Hiệp một của cuộc so tài giữa các thủ miền Trung và các thủ tư sản cũng đã chính thức bắt đầu. Trận đấu này thì các thủ miền Trung họ sẽ đấu với trang phục sắc vàng. Nguy hiểm quá rồi. Một pha nhả bóng rất mạo hiểm của các cầu thủ FC miền Trung. Quả trống mở ngay phía trước không thành. Chắc chắn đây là trận đấu mà các cầu thủ sinh viên Sài Gòn họ cũng sẽ phải quan tâm đến kết quả của các cầu thủ tư sản. Pha bóng vừa rồi đó là tình huống mà Gia Tú đã nỗ lực để có thể giúp cho Hoàng Đức và anh Tú. Ngay cả tiền vệ anh Tú đã lùi về bọc lót, nguy hiểm quá. Hoàng Hiền cối dưới điểm tuyệt đại. Một tình huống có phần hạ bóng của số 9 bên phía tư sản. Nó đã khiến cho một cầu thủ FC Miền Trung bị đau, đó là vị trí số 8, Bảo Duy. Lại một cầu thủ FC Miền Trung bị đau. Trong khi trước đó Gia Tú chưa kịp trở lại cho đội hình thì đến lượt Bảo Duy. Pha bùng việt sẽ gây cháy của các thủ FC Miền Trung và đó là Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng, Văn Bì đã can thiệp. Trọng tài nói không với tình huống vừa rồi. Vẫn còn là các cầu thủ của FC Miền Trung, vừa rồi là một sự vất vả đến từ trung vệ số 5 Trần Quang. Cơ hội càng ngang đến rồi, đó là pha ghi bàn của Đình Thanh. Bóng hai cực kỳ lý tưởng. Hệ thống phòng ngự của các cầu thủ tư sản vẫn có đông các cầu thủ đối phương đứng chờ sẵn để có thể che chắn. Tuy nhiên họ lại quên mất một điều rằng Đình Thạch đứng quá trống trải. FC Miền Trung đã có được một pha triển khai tấn công mà ở phần trước đó là điều mà họ rất khó có được. Phải xuyên suốt lùi về hàng phòng ngự. Họ phải chơi phòng ngự với những pha xẻ cánh của tư sản. Nhưng ở hai nhịp tấn công lên, trước đó là Nguyễn Hoàng và vừa rồi là đảo bóng sang cánh phải, và ngay tức khắc Đình Thạch đã có mua ngay một khoảnh khắc tuyệt vời, một tỷ số 1-0. Ai có động thái chuẩn bị cho đội người. Huấn luyện viên trưởng Vũ Thuận đã chuẩn bị sẵn chờ sút số 16, đó là Văn Thành. Lỗi rồi, bây giờ mới có lỗi. Sẽ là một quả đá phạt cho các hàng rào rất đông cầu thủ. Nguy hiểm, bóng chạm xà ngang và có tác động của thủ thành Văn Tuyến. Một cú đá nắn nót nhưng không thành của Hoàng Hiền, chỉ mang về đá phạt góc. Tất nhiên là các thủ tư sản họ rất muốn có bàn thắng để đưa trận đấu về vé xuất phát trước khi hiệp một khép lại. Khả Thái Cơ lấy bóng nhanh của Hoàng Hiền và lốc bóng ngay cơ vào, lại là sở trường của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền chơi rất hay với vai trò tiền vệ trung tâm của các thủ tư sản trong những trận đấu vừa qua. Và anh có rất nhiều tình huống lốc bóng như thế này nhưng chưa một lần thành công, chưa một lần lập xuất phẩm. Và lối chơi rình rập và những cú đá của trường Hà Tiger. Solo. Pha đảo chân của đội trưởng Hòa Tiger đã có thể vượt qua được hai vị trí Lâm Văn Thanh và số 7 Văn Chiến. Trường Duy cầu vào. Đó là pha sửa bóng của cầu thủ Marcel số 15. Đôi khi những cầu thủ được tung vào sân với vai trò thay thế bất đắc dĩ lại tạo ra được một sự ấn tượng đặc biệt. Và ngày hôm nay vị trí đó là của Trường Doanh. Thời điểm mà Gia Tú bị đau ở vị trí hậu vệ phải của FC Miền Trung, chắc chắn là ban huấn luyện và các cổ động viên của FC Miền Trung. Cú đá phạt rất non nót của Hoàng Hiền, đó là pha chơi bóng vào không thành. Bóng lại trả lại cho Hoàng Hiền. Hoàng Hiền không vào. Vẫn còn là những nỗ lực của các thủ tư sản. Sang ngang đã quay lưng lại với bàn thắng vừa rồi của số 24 tiền vệ Hoàng Hiền. Sau đó sẽ chỉ có một quả đá phạt góc nữa cho các thủ tư sản mà thôi.
Việt Đức. Chọn Khê. Cơ hội Hoàng Đức đây rồi. Không vào. Tuyến đây. Rất nguy hiểm. Bóng dứt điểm ra ngoài. Đó là cú đá của Đào Tăng. Trước đó là Hoàng Đức. Tuy nhiên bên trong tay đã có tín hiệu. Chúng ta hãy cùng xem. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã rút ra. Vàng cho cầu thủ Marcel số 16 của cầu thủ Tư Sản. Lối rồi. Đó là pha áp sát có lối của số 22 Trần Nhân. Cũng là bị đau ở trên sân. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng mang về quả đá phạt này. Một tình huống mà trọng tài buộc phải rút thẻ. Đối với hợp với ngày thì họ sẽ phải tiếp đón các thủ của CV Sài Gòn, đội bóng tranh chấp vị trí nhất bảng với họ. Hoàng Đức. Hoàng Đức ơi. Có vào không? Đây rồi. Giá trị của Hoàng Đức, cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của giải đấu trước khi bước vào vòng đấu này. Đó là bàn thắng thứ tư của Hoàng Đức ghi trong màu áo của Tư Sản. Chúng ta đang nhắc đến việc cầu thủ Tư Sản có thể giữ lại điểm để trước khi có trận đấu hay được dự đoán là trận đấu nhọc nhằn của họ với sinh viên Sài Gòn thì Hoàng Đức lên tiếng ngay. Giờ thì với các cầu thủ của FC miền Trung họ không còn lợi thế dẫn trước nữa rồi. Mặc dù đã có những tình huống mà hai cầu thủ áo vàng và thêm cả thủ thành Văn Tuyến băng ra, rồi thêm một cầu thủ hỗ trợ bọc lát. Bóng rất lững đững nhưng nó nảy và đủ cho Hoàng Đức ăn mừng cùng với Tư Sản. Đưa trận đấu về vạch xuất phát một đều và được chuyển sang cánh phải. Đức Hiếu. Đức Hiếu. Lỗi của Nguyễn Tài và buộc lỗi của Nguyễn Tài. Đó là pha bóng mà Nguyễn Tài đã bị bắt lỗi nhưng trọng tài sẽ tham khảo cùng với các trợ lý của mình. Như vậy là có chiếc thẻ nhưng đó là thẻ vàng của Nguyễn Tài. Và hai thẻ và chiếc thẻ đỏ xuất hiện. Đó là thẻ đỏ đầu tiên của giải bóng đá F1 Bình Thành League. Tranh cúp Hoàng Bình. Rất tiếc cho Nguyễn Tài pha bóng vừa rồi. Một pha triển khai tấn công nhanh của các thủ FC miền Trung đã khiến cho Nguyễn Hoàng cũng đã bị đau. 2, 4 phút rồi. Nãy giờ rồi. Và như vậy lúc này thì trọng tài thôi coi để khép lại trận đấu của các cầu thủ FC miền Trung và các cầu thủ Tư Sản. Một trận đấu đầy những sự kỳ tính, mặc dù có lợi thế nhưng các cầu thủ miền Trung cũng phải chia điểm. Và đây là trận đấu chia điểm thứ hai của họ mùa giải hôm nay. Với trận đấu chia điểm này thì họ chỉ có được 5 điểm sau những lượt trận của mình. Và các cầu thủ của Tư Sản đã bị cầm chân với trận hòa này và họ có 10 điểm.